kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình huyện Nghi Xuân. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã đón những ngày Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc, đã dành cho nhau những lời chúc may mắn tốt đẹp nhất. Những ngày này, cán bộ công nhân viên chức cả nước bước vào làm việc với một khí thế mới, tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình truyền hình hôm nay – xin được trân trọng chuyển đến quý vị và các bạn những hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn. Với những thông tin chính, lãnh đạo huyện tặng quà, chúc Tết các đơn vị đêm giao thừa. Huyện Nghi Xuân tổ chức gặp mặt tân sinh viên đại học năm 2015 nhân dịp đầu xuân năm mới. Nghi Xuân ra quân trồng cây đầu xuân bình thân. Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại các địa phương. Huyện Nghi Xuân tham gia hội nghị trực tuyến bổ cứu tình hình sản xuất đông xuân năm 2016. Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Trần Báo Hà chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân huyện nghe báo cáo triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Xuân Hội và nhiều thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón năm mới Bình Thân 2016, các đồng chí Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Bùi Việt Hùng, đồng chí Phạm Tiến Hưng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân đã đi thăm và chúc Tết các cơ quan đơn vị đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân. Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao kết quả mà bệnh viện đạt được trong năm 2015, đồng thời yêu cầu các cán bộ y bác sĩ bệnh viện trong dịp Tết cần đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân. Đồng chí Bí thư huyện ủy đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ y bác sĩ bệnh viện và đi thăm tặng quà Tết động viên thăm hỏi các bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện. Tham và chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, đồng chí Bí thư huyện ủy đánh giá cao những thành tích đạt được của các đơn vị trong việc góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, đồng thời động viên, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ các đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn trọng điểm để bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trung tâm của huyện nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm bình yên cho nhân dân đón Tết. Tham và chúc Tết chi nhánh điện Nghi Xuân, lãnh đạo huyện cũng mong muốn chi nhánh điện lực khắc phục khó khăn, nâng cao hơn việc cung ứng điện và luôn đảm bảo điện cho bà con đón Tết. Tham đài phát thanh truyền hình huyện, đồng chí Bí thư huyện ủy chúc đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên của đài năm mới sức khỏe, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết sáng tạo, tiếp tục có những thông tin phản ánh kịp thời, đúng định hướng, góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Tại các cơ quan đơn vị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, cán bộ công nhân viên chức đang làm nhiệm vụ, đêm giao thừa, luôn mạnh khỏe, đón Tết vui tươi lành mạnh, nhưng không quên nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn và hạnh phúc. Sáng ngày mùng 4 Tết, tức ngày 11 tháng 2, Huyện Nghi Xuân đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt tân sinh viên đại học năm 2015 nhân dịp Xuân Bình Thân. Nghi Xuân là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các tân sinh viên hàng năm và đã kéo dài trong suốt 15 năm lại nay. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Tiến Hưng, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đồng chí Hoàng hữu hiệp, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện. Trong những năm qua, hội khuyến học huyện Nghi Xuân luôn được xếp vào tốp đầu của tỉnh trong công tác khuyến học khuyến tài. Hiện hội có 25.000 hội viên chiếm 29% dân số trong toàn huyện. Năm 2015, huyện Nghi Xuân có 404 học sinh đậu đại học, trong đó có 54 em đạt từ 24 đến 26 điểm, 11 em đạt từ 26 điểm trở lên không chỉ học giỏi, các em còn rèn luyện tu dưỡng đạo đức tốt nên 11 em được kết nạp Đảng tại các trường đại học. Thậm chí có em còn là bí thư chi bộ Đảng. Tại buổi gặp mặt các tân sinh viên, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học được nghe lãnh đạo huyện Nghi Xuân báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016. Theo đó năm 2015, huyện Nghi Xuân đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên tất cả các lĩnh vực được xếp vào một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Năm 2015, Nghi Xuân đạt tốc độ tăng trưởng 16%, thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng, thu ngân sách 130 tỷ đồng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề, trong đó phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế chính trị phía Bắc tỉnh, quyết tâm đưa thị trấn Nghi Xuân, thị trấn Xuân An sớm trở thành đô thị loại 4. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Nhiệt Liệt biểu dương những thành tích các tân sinh viên, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Nghi Xuân là mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sản sinh ra những người con kiệt xuất, điển hình là Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân Nguyễn Công Trứ. Vì vậy, công tác khuyến học khuyến tài trong những năm qua được đặc biệt quan tâm. Tại buổi gặp mặt lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã trao các xuất quà trị giá từ 200 đến 700 ngàn đồng cho 404 học sinh đậu đại học. Trong đó có 54 em đậu với số điểm từ 24 đến 26 điểm. Đồng thời trao quà cho 64 em là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, kết nạp đảng tại trường đại học, các học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia năm học vừa qua. Sáng ngày mùng 6 Tết Bình Thân 2016, tức ngày 13 tháng 2 Huyện Nghi Xuân đã phối hợp với xã Cổ Đạm tổ chức lễ ra quân trồng cây đầu xuân tại đình Hoa Vân Hải, nơi huyện ủy Lâm thời huyện Nghi Xuân được thành lập vào năm 1930. Để tri ân tưởng nhớ về những công lao to lớn của bác Hồ kính yêu và các chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện Nghi Xuân trong đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Dự lễ trồng cây đầu xuân có đồng chí Hà Văn Thạch, ủy viên ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng đoàn công tác của tỉnh chỉ đạo huyện Nghi Xuân đồng chí Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cùng đông đảo bà con nhân dân xã cổ đạo. Ngoài trồng cây tại Đình Hoa Vân Hải, huyện Nghi Xuân cũng đã chỉ đạo 19 trên 19 xã thị trấn tổ chức ra quân trồng cây tại khu vực hội quán thôn, các trục đường giao thông chính của xã, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Tết Bình Thân. Trước Tết đã trồng được 6.500 cây các loại. Toàn huyện sẽ tổ chức ra quân trồng cây ngày 13 đến ngày 15 tháng 2. Toàn huyện phấn đấu trồng được 25.000 cây trong dịp xuân Bình Thân 2016. Những ngày đầu xuân năm mới, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã tổ chức đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các địa phương trên địa bàn huyện đi thăm và kiểm tra tình hình sản xuất tại các địa phương trên địa bàn huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam, các phó chủ tịch Phạm Tiến Hưng và Bùi Việt Hùng đã đánh giá cao tinh thần chủ động sản xuất của bà con nông dân nơi đây, biểu dương các địa phương đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất như nước, làm đất, bón phân và phương tiện để sau khi vui Tết đón xuân, bà con nông dân có thể bắt tay ngay vào sản xuất. Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này, nhờ bà con tích cực chăm sóc nên số mạ bị ảnh hưởng của đợt rét hại vừa qua cũng đã bắt đầu hồi phục số diện tích lúa được bà con chăm sóc và đang tập trung gieo cấy bổ sung cho kịp thời vụ số mạ hỏng sẽ được tỉnh hỗ trợ bà con toàn bộ giống để bắt bổ sung trong thời gian tới các đồng chí lãnh đạo huyện đã đề nghị các xã tiếp tục rà soát lại diện tích gieo cấy theo dõi sự sinh trưởng của lúa để có phương án bổ cứu kịp thời kiên quyết không để diện tích bỏ hoang, tập trung cao đôn đốc các địa phương ra quân làm đất gieo trẻ lạc xuân đúng thời vụ, bám sát các chủ trương chỉ đạo của cấp trên để đưa vụ sản xuất đông xuân đạt kết quả cao nhất. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, các địa phương cũng cần phải chú trọng bảo vệ đàn gia súc gia cầm, tích cực phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện tái đàn, khôi phục số lượng gia súc gia cầm sau Tết để đảm bảo phát triển chăn nuôi. Sáng ngày 15 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến nhằm bổ cứu tình hình sản xuất đông xuân năm 2016 trong toàn tỉnh. Tham gia đầu cầu hội nghị trực tuyến tại huyện Nghi Xuân, có đồng chí Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân 19 xã thị trấn Đến ngày 14 tháng 2, toàn tỉnh đã gieo cấy 52.292 ha lúa xuân, đạt 93% tổng diện tích, trong đó 11.476 ha cấy và 40.816 ha gieo thẳng. Do đợt rét đậm rét hại kéo dài từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1, khi nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa nên đã gây ra hậu quả trên đồng ruộng khá lớn. Thống kê sơ bộ diện tích gieo cấy bị chết rét, rét trên 50% với 6.379 ha bị chết từ 30 đến 50% là 5.756 ha, mạ xuân muộn bị chết rét 242 ha. Những diện tích bị ảnh hưởng lớn chủ yếu là lúa gieo. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra các giải pháp khắc phục. Đối với lúa gieo cấy bị chết trên 50% thì tiến hành gieo cấy lại bằng giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày. Đối với diện tích chết dưới 50% thì tiếp tục theo dõi, dặm tỉa, chuyển đổi sang một số loại cây trồng cạn như ngô, lạc, rau khoai. Kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn nhận định, việc sản xuất lúa năm 2016 đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do từ đợt rét lịch sử không có trong kịch bản thời tiết ban đầu. Nhưng việc ứng phó với diễn biến bất lợi ở các địa phương và cơ quan chuyên môn còn thiếu chủ động, khắc phục tình hình chậm, còn chủ quan. Quan điểm của tỉnh là không bỏ hoang diện tích, bằng mọi cách phải bổ cứu sản xuất kịp thời, đảm bảo đến ngày 20 tháng 2, tất cả diện tích gieo cấy lúa phải hoàn thành. Theo đó, các địa phương phải ra soát lại diện tích bị chết rét để thực hiện các giải pháp của ngành chuyên môn đưa ra. Đặc biệt, phải dùng giống bổ sung dưới 100 ngày cho diện tích gieo cấy lại, ưu tiên bắc mạ cấy. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải chịu trách nhiệm liên hệ với các đầu mối cung ứng nguồn giống đúng cơ cấu, có chất lượng và giá cả hợp lý cho bà con nông dân các công ty thủy nông tập trung đổ nước phục vụ bà con cày đất, làm lại số diện tích bị hư hỏng. Ngoài ra, cần tập trung cho thời vụ lạc xuân và theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Sáng ngày 16 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có ông Trần Báo Hà, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Phó ban chỉ đạo bầu cử huyện, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện và bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện. Hội nghị đã nghe phổ biến một số nội dung mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nghe ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân. Theo đó, với dân số 99.404 người, huyện Nghi Xuân được bầu cử 32 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016. Dự kiến số lượng ứng cử viên ít nhất là 68 vị, trong đó khối đảng 15 người, khối chính quyền 11 người, khối mặt trận đoàn thể 11 người, khối nội chính 4 người, khối các ngành 6 người, khối cơ sở xã thị 12 người, khối các thành phần kinh tế 6 người. Về cơ cấu huyện Nghi Xuân phấn đấu, tỷ lệ nữ đạt từ 35%, tỷ lệ tái cử là 30%, dưới 35 tuổi là 15% và tỷ lệ người ngoài đảng chiếm 10% trở lên. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu thành phần và số lượng người ứng cử như dự kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, thảo luận thống nhất 100% về số lượng ứng cử viên ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Việc lựa chọn giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện qua các bước hiệp thương theo luật định được huyện Nghi Xuân xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện nhằm đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc. Chiều ngày 18 tháng 2, Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 huyện Nghi Xuân đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ và triển khai công tác bầu cử sắp tới. Bí thư huyện ủy Trần Báo Hải chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp lần này, các đại biểu đã tập trung bàn các nội dung quan trọng như số lượng, cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn những người được đưa vào ứng cử viên cho bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và xã sắp tới công bố danh sách các đồng chí trong ban chỉ đạo bầu cử huyện Nghi Xuân, đồng thời phân công phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo. Toàn huyện Nghi Xuân được chia làm 8 đơn vị bầu cử để bầu lấy 31 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó đơn vị bầu cử ít nhất bầu 3 đại biểu, đơn vị nhiều nhất 5 đại biểu. Kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Trần Báo Hà đã yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo bầu cử, căn cứ theo nhiệm vụ được phân công, tập trung bám sát cơ sở, chỉ đạo các ban ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị cho bầu cử theo luật định, tập trung theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời đối với những đơn vị khó khăn. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chủ động phối hợp với các ban ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chiều ngày 18 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và nhà đầu tư là công ty cổ phần tư vấn và xây dựng An Giang Dragon có trụ sở đóng tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An công bố dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Xuân Hội. Tham dự buổi lễ có Bí thư huyện ủy Trần Báo Hà, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam cùng các đồng chí trong Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo xã Xuân Hội cùng các ban ngành liên quan. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Xuân Hội có diện tích 207 ha với tổng vốn đầu tư trên 900 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Theo quy hoạch, dự án sẽ có 4 khu chính, gồm khu trồng và bảo vệ rừng rộng 68 ha, bao gồm trạm bảo vệ, tròi nghỉ chân, đường mòn và giải khát nhẹ. Khu cảnh quan du lịch sinh thái 63 ha, gồm các chức năng văn hóa lịch sử, vui chơi giải trí, thể dục thể thao. Khu quy hoạch chính 60 ha, gồm các chức năng bãi xe đầu vào, trung tâm đón tiếp và điều hành, dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và phục vụ sinh hoạt biển, khu kỹ thuật hậu cần, khu phụ cận 9 ha, gồm vịnh neo thuyền, bãi thuyền, kỹ thuật bảo trì. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 250 lao động của địa phương. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện và các đại biểu tham dự đều nhất trí với phương án và mục tiêu của dự án mà nhà đầu tư cũng như đơn vị thiết kế trình bày. Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng mong muốn dự án sẽ sớm được nhà đầu tư triển khai theo kế hoạch. Về phía địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện hứa sẽ tạo mọi điều kiện để dự án được triển khai một cách thuận lợi nhất. Vừa qua, xã Xuân Hải đã tổ chức lễ phát động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới tại thôn Lam Long. Tới dự có đồng chí Trần Báo Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phan Văn Thư, trưởng ban dân vận huyện ủy. Những năm qua, xã Xuân Hải đã tích cực triển khai xây dựng đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng vẫn là địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm, cây lúa, cây lạc vẫn đóng vai trò chủ yếu trong cơ cấu cây trồng. Khâu sản xuất giống cho năng suất và chất lượng cao còn hạn chế. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở nông thôn phát triển chậm. Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tính đến nay, Xuân Hải mới đạt 9 trên 19 tiêu chí. Năm 2016, xã đang phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí đó là giao thông, hình thức tổ chức sản xuất và giáo dục. Tại lễ phát động, Xuân Hải đã kêu gọi toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới với mục tiêu chủ động tích cực từng bước xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, có kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ có các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp gắn với phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp, dịch vụ, giữ gìn bản sắc văn hóa, môi trường sinh thái. Trật tự xã hội ổn định, tạo tiền đề đến năm 2017, Xuân Hải phấn đấu về đích nông thôn mới. Ngay sau lễ phát động toàn thể nhân dân, thôn Lam Long đã tổ chức trồng cây, ra quân dọn vệ sinh môi trường với khí thế quyết tâm, chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp sau đây xin được chuyển sang những thông tin phản ánh về tình hình sản xuất nông nghiệp. Thời tiết trong vụ sản xuất đông xuân 2015-2016 gặp nhiều bất lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch thời vụ của các địa phương trên địa bàn huyện. Những đợt giá rét liên tiếp kèm theo hiện tượng sương muối đã khiến gần 200 ha lúa đông xuân bị chết rét. Trên 50 ha lạc gieo trỉa trước Tết buộc phải gieo trở lại. Là một trong những nguyên nhân kéo chậm tiến độ sản xuất cây lạc xuân năm nay phản ánh của phóng viên Hồng Quang. Đối với nghi xuân, lạc được xem là cây trồng chủ lực của địa phương, không chỉ vì thiên nhiên ban tặng cho vùng đất, tơi xốp, độ mùn cao phù hợp với loại cây trồng cạn này, mà chính nó đã trở thành một sản phẩm hàng hóa cho giá trị kinh tế cao từ nhiều năm nay. Do vậy, ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục vận động nhân dân gieo triển lạc, đảm bảo diện tích được quy hoạch và tại một số xã như Xuân Mỹ, Cổ Đạm đã có nhiều mô hình trồng khảo nghiệm lạc trái vụ để cung cấp giống cho bà con. Để khắc phục những khó khăn về thời tiết từ đầu vụ và phấn đấu hoàn thành diện tích gieo trỉa lạc năm nay, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn bám sát lịch thời vụ để chỉ đạo sản xuất. Tranh thủ những ngày nắng ấm từ mùng 3 Tết, bà con nông dân các xã khẩn trương ra đồng làm đất gieo trỉa lạc. Không khí tấp nập khẩn trương thể hiện rõ trên từng cánh đồng. Nhân lực, máy móc, trâu bò kéo được huy động tối đa xuống đồng. Nhờ vậy, chỉ trong mấy ngày nắng ráo, toàn huyện đã gieo trỉa được hơn 50% trong kế hoạch 2.100 ha lạc xuân. Trong đó, một số xã đã cơ bản hoàn thành trên 70-80% diện tích gieo trỉa lạc như Tiên Điền, Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Viên, Xuân Đan. Vừa qua, huyện Nghi Xuân đã tổ chức Giải Kéo Co Toàn huyện Mừng Đảng Mừng Xuân Bình Thân 2016. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phạm Tiến Hưng và Bùi Việt Hùng cùng đến tham dự giải và tặng cờ lưu niệm động viên tinh thần thi đấu cho các đội. Giải tổ chức lần này hội tụ hơn 200 vận động viên gồm 17 đội kéo co được đến từ các xã thị trong toàn huyện. Trong đó có 12 đội nam và 5 đội nữ. Như làm tốt công tác chuẩn bị giải lần này được tổ chức khá quy mô bài bản tương quan lực lượng giữa các đội tham gia giải lần này khá đồng đều mặc dù giải chỉ diễn ra trong thời gian một ngày nhưng thực sự đã trở thành ngày hội thể thao lớn thu hút hàng ngàn khán giả hâm mộ trên địa bàn đến xem anh chị em vận động viên các đội đã nhập cuộc thi đấu sôi nổi nhiệt tình với tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi nhiều đội kéo co đã chủ động giành lợi thế về đích với những pha bứt phá tổng lực đầy ngoạn mục các đội nam và nữ tham gia giải đều diễn ra hết sức sôi nổi, ngang sức ngang tài với nhiều kịch tính hấp dẫn, cuốn hút người xem đến tận những pha giật lực cuối cùng. Thưa quý vị thưa các bạn, nhân dịp đầu xuân năm mới 2016, xã Xuân Viên đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà có tuổi chẵn từ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi. Đến tham dự có lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương cùng đông đảo các cụ và con cháu. Trong những năm qua, công tác chăm sóc về tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi trên địa bàn xã Xuân Viên được cấp ủy chính quyền quan tâm và thực hiện hiệu quả. Hoạt động của các chi hội người cao tuổi có nhiều khởi sắc, các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao. Trong đợt này có 65 cụ được mừng thọ, trong đó có cụ Nguyễn Thị Dung ở thôn Khang Thịnh năm nay tròn 100 tuổi. Việc tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về người cao tuổi thấy rõ vị trí vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả xã hội trong việc quan tâm chăm lo, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục có những công hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp đầu xuân Bình Thân 2016, xã Xuân Liên đã tổ chức giải bóng đá nữ con dâu các dòng họ lần thứ 7. Tham gia giải có 8 đội là con dâu của các dòng họ. Tiến sĩ, hồ luật, Ngô Đình, Nguyễn Bá, Lê Ngọc, Hồ Mậu, Trần Chức và Hoàng Văn. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn ra những đội có thành tích cao thi đấu ở vòng trong. Đây là giải bóng đá truyền thống hàng năm được tổ chức nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao sâu rộng trong chị em phụ nữ, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ đã thi đấu với quyết tâm cao, cống hiến nhiều pha bóng hay đẹp mắt, ghi nhiều bàn thắng đẹp. Giải được tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 2 năm 2016. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình huyện Nghi Xuân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.